Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trà sữa Thái đơn giản và ngon tại nhà nha. Nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị gồm có đó là một gói trà sữa, sữa đặc có đường, trân châu. Thì trân châu này mình đã hướng dẫn các bạn làm ở clip trà sữa rồi, thì các bạn có thể tham khảo đây nha. Và các loại thạch mà các bạn muốn ăn. Và bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một nồi nước dùng để đun trà Thái. Sau khi nước sôi thì các bạn cho trà Thái vào nha. Tùy lượng trà Thái mà các bạn muốn pha thì các bạn cho nước vừa đủ. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp mình đó là trà càng đặc thì trà sữa mới ngon, nhưng mà đừng đặc quá nhá, nếu không thì sẽ hơi bị đắng. Sau đó lọc bỏ bã trà, lấy một lượng nhỏ để chúng ta nấu thạch nhá. Khoảng 3 thìa. Khi nước trà sôi thì các bạn cho một thìa thạch vào nha. Và khuấy đều để thạch tan hết. Ở đây thì mình đã chuẩn bị trước thạch thanh long đỏ và thạch trà xanh rồi, cho nên là chúng ta sẽ cắt thạch bằng hạt đậu nhé. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành pha trà sữa thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ đổ trà vào nha. Sau đó thêm một chút sữa đặc. Nếu muốn ngọt hơn thì các bạn cho nhiều sữa đặc nha. Và khuấy đều để sữa tan. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm trân châu này, thạch và đá vào nha. Bây giờ thì thưởng thức ra thôi. Wow, ngon tuyệt các bạn ạ. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công món trà sữa Thái này nha. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.